Thưa quý vị và các bạn, do không vào cuộc xử lý nên một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang bị các hàng quán, điểm tập kết che nứa lấn chiếm hành lang, gây mất mỹ quan đô thị. Không chỉ cơi nới làm chuồng cọp để chứa đồ, làm lán xe mà từ nhiều năm nay, trên tuyến đường Tô Hiệu thuộc phường Hiến Nam tồn tại một số hộ gia đình tập kết che nứa và dựng lều lán trông coi ngay trên vỉa hè. Còn đây là hành lang trước cửa bưu điện tỉnh và cơ quan hành chính công. Ban đầu chỉ có 1 đến 2 quán nước, thì nay trên vỉa hè xuất hiện hàng chục quán nước tự phát, bán từ sáng sớm đến khuya. Kèm theo đó là ô, dù, lều, bạt dựng lộn xộn mất mỹ quan đô thị. Song không hiểu vì lý do gì mà lực lượng chức năng các phường và thành phố Hưng Yên lại không ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trên.